Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả và tràn ngập năng lượng. Và em là Quốc Duy, nhân viên bán hàng của cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền. Hôm nay xin thay mặt cơ sở em xin được báo giá những mặt hàng lan mà cơ sở bên em mới cập nhật. Vâng, thưa các bạn, hiện giờ thì đã trời thì bắt đầu khửng nắng rồi. Cao Bằng hiện giờ một tuần vừa rồi thì toàn là mưa thôi. Và hôm nay trời bắt đầu hửng nắng và bên em sẽ quyết định xả một số mặt hàng để có thể cập nhật những mặt hàng mới tiếp theo nhé. Đầu tiên em xin được giới thiệu về cơ sở. Cơ sở bên em là ở tổ 7, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng. Các bạn đặt lan vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0984754102 để bên em sẽ lên đơn cũng như là tư vấn ạ. Bên em sẽ gửi lan qua đường bưu điện cho các bạn. Các bạn vui lòng thanh toán tiền lan và tiền ship cho nhân viên bưu điện. Bên em không bao phí ship. Dạ vâng, và bây giờ em xin phép được vào công việc chính của ngày hôm nay, đó là báo giá những mặt hàng lan mà cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền hôm nay đang có nhé. Đầu tiên em xin được phép giới thiệu đó là mặt hàng đai châu giống ạ. Đai châu giống hiện giờ bên em có cả loại to và loại bé. Có những cây có thể là từ 7 đến 8 cây 1 cân, hoặc có những loại có thể là 3 đến 4 cây là cũng được 1 cân rồi nhé, có những loại bé hơn. Cả hai loại đai châu giống bên em đều bán với mức giá là 550.000 đồng cho 1 kg. Đây là những cây tầm trung, cỡ trung này, em sẽ cầm lên cho các bạn đây ạ. Cây đai châu giống cỡ trung nhé. Đai châu hàng giống bên em để khô ráo để cho các bạn khi mà gửi đi ạ thì sẽ không bị thối nhũn. Lấy về các bạn sẽ phải dưỡng để có thể là năm sau hoặc là 2 năm mới có thể chơi được hoa nhé. Đây em đều để trong cái tình trạng rất là khô đều luôn ạ. Còn trên kia thì là hàng to rồi, hàng to kia thì khoảng 3 đến 4 cây 1 kg nhé. Vâng ạ. Em xin nhắc lại giá là đai châu giống là 550.000 đồng cho 1 kg. Tiếp đến bên đây là mặt hàng lan Long Tu Xuân loại giống ạ. Long Tu Xuân loại giống nó sẽ ngắn hơn so với loại đẹp thôi, chứ không hề bị gãy ngọn hay là bị dập nát nha các bạn. Long Tu Xuân loại giống 200.000 đồng cho 1 kg. Bên em bán với số lượng lớn nhé. Các bạn có thể lấy từ 5 lạng trở lên, nhưng mà nếu mà bạn nào lấy từ 2 đến 30 cân bên em vẫn bán nhé. Có rất là nhiều Long Tu Xuân giống luôn. Tiếp đến bên đây là mặt hàng lan Long Tu Xuân loại đẹp 250.000 đồng cho 1 kg. Bao dài đẹp đều đặn, không bị dập gãy gì luôn nhé các bạn. Khô đều đẹp luôn ạ. Long Tu Xuân hiện giờ thì chưa ra mầm nụ đâu, nó sẽ ra vào tầm cuối xuân nhé các bạn. Nên là bây giờ mình lấy về ghép lên giá thể và đến sau Tết là bắt đầu có thể thấy những mầm hoa và được chơi hoa rồi đấy ạ. Hàng đều đẹp đấy ạ. 250.000 đồng cho 1 kg Long Tu Xuân loại đẹp. Tiếp đến bên em sẽ giới thiệu tiếp là cái lan cẩm báo rừng. Cẩm báo rừng thì em sẽ bán nốt phiên hôm nay nhé, xả nốt phiên hôm nay thôi. 250.000 đồng cho 1 kg hàng cẩm báo rừng. Tất cả đều có nụ hoa rồi. Em bán nốt phiên hôm nay và nếu mà còn lại bao nhiêu thì em sẽ lấy về vườn trồng luôn ạ. Bởi vì cái hàng cẩm báo rừng này thì nó cái mặt hàng hàng rừng nên là cái lá nó cũng hơi rơi xước một chút nên em xả hàng thôi. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan chồn bắc ạ. Lan đuôi chồn này bên em bán loại to đều đẹp là 230.000 đồng cho 1 kg. Còn hàng chồn giống hôm nay bên em xả nhá, 160.000 đồng cho 1 kg ạ. Chồn giống thì cây nhỏ hơn. Còn tất nhiên là hoa thì nó như nhau rồi, cả hai loại đều là cùng một loại mà, chẳng qua loại to loại bé thôi. Và tiếp đến, ở đây là mặt hàng long, xin lỗi bạn, đây là hoàng thảo vỏ vôi ạ. Hoàng thảo vôi loại giống nhé. Vôi giống 180.000 đồng cho 1 kg ạ. Thân cũng ngắn hơn và có một số là cái thân già. Còn những thân già nào có thể là nó bị gãy ngọn nữa. Hoàng thảo vôi giống 180.000 đồng cho 1 kg ạ. Còn đây là loại hoàng thảo vôi loại đẹp nhé. Bao đều đẹp cho các bạn luôn. 260.000 đồng cho 1 kg hoàng thảo vôi loại đẹp ạ. Và bên đây em còn 6 cây đai châu loại 200k đấy ạ, bán từ hôm qua rồi đấy ạ. Đai châu này là đai châu đã trồng thuần hàng Thái, trồng thuần trong những giỏ này. Các bạn lấy về chỉ việc chơi thôi, ghép lên giá thể hoặc là để nguyên như này đặt luôn vào cái chậu đấy ạ. Là mình có thể tưới phân nước đều và có thể là chơi hoa được luôn. Bởi vì là cây này hầu như là tất cả các cây ở đây đều có mầm hoa lên, nhưng mà cái này thì mầm hoa nó ngắn trong bẹ lá cơ. Em kiểm tra hết rồi, có tất cả đây đều có cái mầm hoa hết rồi. Nhưng mà những cái loại này thì nó chưa lên cao, đảm bảo khi mà vận chuyển đi thì không sợ nó bị gãy cái ngồng hoa đi các bạn ạ. Đây này, ngồng hoa đây này.
Đây nhá, có ngầm hoa đều, tất cả đều có trong bệ lá này. Cây nào cũng có ở trong bệ lá luôn, ngầm hoa ấy. Cái này cũng có luôn này. Nó nằm ở trong bệ lá hết rồi, cây chưa kịp soi đấy. Đây ạ. Em xin quay toàn diện cho các bạn luôn đây. Mỗi một cây là 200.000 một cây nhá. Đai châu Thái, hàng trồng thuần loại đẹp. Đảm bảo đều có ngồng hoa ở trong bệ lá. Tiếp theo, em còn một cái bó hương vani. Bó hương vani này em thanh lý luôn nhá, 150.000 đồng. Nó rơi khoảng 7 đến 8 lạng đấy ạ. Cũng rất là dài. Hàng thanh lý 150.000 đồng. Tiếp đến trên đây, em xin phép được giới thiệu là mặt hàng lan Điện Biên Đông. Điện Biên Đông 150.000 đồng cho 1kg đấy ạ. Xuống lá khô sạch sẽ luôn rồi ạ. Đây những cái thân vàng óng luôn nhá, ăn đủ nắng luôn. Tiếp đến bên đây là mặt hàng lan Ngọc Thạch 3 màu. Ngọc Thạch 3 màu hôm nay cũng còn rất là nhiều luôn, vừa mới cập bến. 200.000 đồng cho 1kg ạ. Ngọc Thạch 3 màu. Còn bên đây là lan Ý Ngọc. Bên em Ý Ngọc hôm nay cũng không còn nhiều. Cái hàng này thì nó cũng có cả thân ngắn và thân dài. Ý Ngọc hôm nay bên bán là 170.000 đồng cho 1kg luôn. Chỗ này còn khoảng tầm 4 cân. Tiếp đến bên đây là lan Hạc Vị Bắc ạ. Hạc Vị Bắc thì không phải nói nhiều nữa. Hạc Vị Bắc thì bên em bán cũng rất là nhiều phiên rồi. Và cũng là một trong những loại lan mà rất đáng để sưu tầm. Và các bác cũng rất là nhiều người thích ạ. Hạc Vị Bắc em để nguyên giá như ngày hôm qua 260.000 đồng 1kg. Cũng vừa mới về luôn ạ, sáng nay. Trời hửng nắng và bên em đã cập nhật một lượng lớn tất cả các loại lan ạ. Tiếp đến trên đây sẽ là mặt hàng lan này là lan Thập Hoa. Thập Hoa 150.000 đồng cho 1kg nhé các bạn. Cũng về rất là nhiều ạ. Bên cạnh lan Thập Hoa sẽ là lan Kiều Vàng nhé. Lan Kiều Vàng. Cây rất là to luôn. Em cầm cho các bạn xem. Đây. Có cả hàng rời và hàng dề nhé. Nhưng mà không, hôm nay không có những cái dề to rồi. Lấy về các bạn chịu khó ghép vào giúp em. Nên giá thể đảm bảo đây thì đều là những cái thân dài thôi. Kiều Vàng em bán với mức giá là 160.000 đồng cho 1kg nhé. Cũng rất là dài đẹp luôn ạ. Bên cạnh đây, đây là mặt hàng lan U Lồi. U Lồi phiên ngày hôm nay thì bên em cũng xả nhá, 260.000 đồng cho 1kg ạ. Bởi vì là đợt U Lồi này thì là cái thân hoa nó cũng lên khá là nhiều, nhưng cũng không đảm bảo mặt hoa cho các bạn được ấy. Gửi đi nó hay bị bong hoa, nên là bên em xả luôn. Trung bình đợt trước bán phải từ 280 cho đến là 300 1kg cơ. Đợt hàng này về thì cũng có cả thân già và không đảm bảo được mặt hoa, nên là bên em xả 260.000 đồng cho 1kg nhé. Đây em quay sơ bộ qua cái mặt U Lồi được cho bạn luôn đây. Có các thân, đây là những cái thân già này. Còn cũng có những thân vẫn còn thân hoa đấy các bạn ạ. Đây, vẫn còn nụ nhé. Thân tơ thì cũng có nụ, nhưng mà em sợ gửi đi thì hay bị bong nên là mới xả thôi. Tiếp đến bên đây là mặt hàng lan Hoàng Thảo Xoắn nhé. Hoàng Thảo Xoắn thì bên em cũng còn một số cái dề to. Cái dề này chắc là phải tầm 2kg này. Dề bé này bé hơn, chắc ở đây còn khoảng 2 đến 3 dề cái loại Hoàng Thảo Xoắn thôi. 250.000 đồng cho 1kg nhé. Các bác thích lấy dề thì cứ bảo em ra cân. Còn khoảng 2 dề đấy thôi. Em sẽ cân lên và báo giá cho các bác sau. Cứ tính theo kg lên thôi, không bán theo dề nữa. Cứ 250.000 đồng một cân luôn. Bên cạnh đây còn hai chỗ kiểu dẹt này. Xin lỗi, đây là đùi gà dẹt nhé các bạn. Đùi gà dẹt 180.000 đồng cho 1kg đấy ạ. Có một ít này là cái ít hàng rời này. Cây nhỏ thích hợp cho những bạn nào lấy khoảng tầm 5 lạng nên em sẽ chọn để lấy những cái loại rời rời này. Còn bạn nào lấy khoảng 1 cân trở lên thì em cân luôn cho luôn cái dề này luôn. Hoặc là bù thêm một chút này để cho đủ cân, bởi vì đùi gà dẹt hôm nay không còn nhiều ạ. Em nhắc lại là 180.000 đồng cho 1kg. Và tiếp đến trên đây là mặt hàng lan Trúc Mành ạ. Trúc Mành là một trong những loại lan có hoa nở rất là đẹp nhưng hơi khó thuần một chút. Cũng rất đáng để sưu tầm. 250.000 đồng cho 1kg ạ. Hoa sẽ là cánh trắng, ở đầu ngọn phớt tím và họng vàng nhé các bạn. Rất là đẹp luôn. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan Kim Thoa. Kim Thoa bên em hôm nay về cũng toàn cây to đều đẹp hết nhá.
100.000 đồng cho 1 kg lan kim thoa này ạ. Bên cạnh kim thoa sẽ là mặt hàng lan sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên hôm nay bên em cũng xả hàng luôn, bởi vì là có khá là nhiều thân già và những cái giả hành của nó rất là to, nên có thể nhiều bác ngại mua bởi vì cái cân nặng nó khá nhiều, khá là nặng đấy ạ. Hôm nay bên em bán với mức giá là 170.000 đồng cho 1 kg sơn thủy tiên nhé. Đây, cái giả hành đợt này lấy về rất là to luôn, nên là nhiều bác có khi là ngại cân nặng của nó, nên là em sẽ giảm bớt giá để xả hàng đi. Sơn thủy tiên đấy ạ. Đây là cái sơn thủy tiên đây này. Đợt này về toàn những cái thân giả hành nó to nhảy các bác ạ. Thân nào thân đấy luôn. Tiếp đến bên cạnh đây là mặt hàng lan kim điệp xuân ạ. Kim điệp xuân em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1 kg nhé. Kim điệp xuân thì sẽ ra hoa vào khoảng cuối xuân. Có một số cây lác đác như cây này, nãy em tìm mãi trong đống này cũng ra được khoảng 2-3 thân, cũng bắt đầu ra hoa này. Bé lắm, nhỏ tí đấy này, trắng. Nên là khi gửi đi thì các bạn lưu ý giúp em là sau Tết thì nó mới bắt đầu lên cái mầm hoa nhé. Và nở hoa và cũng là cuối xuân luôn đấy ạ. Đây, em quay cận cho các bác xem đây. Những cái này là có 1-2 thân là nó ra hoa sớm thôi. Còn chủ đạo sẽ là sau Tết mới lên mầm hoa. Nhắc lại là 150.000 đồng cho 1 kg kim điệp xuân nhé. Tiếp đến trên đây, bạn nào mà muốn chơi hoa Tết hoặc là chơi hoa ngay sau Tết đây, sẽ là chơi kim điệp thơm hay còn gọi là kim điệp nhựa đấy ạ. Đây, có ra khoảng ngồng hoa rồi, lên rất là đẹp rồi, đảm bảo ra chỉ có thể là sau 30 Tết hoặc là trước 30 Tết luôn. Nếu mà những bạn nào mà chỗ trong khí hậu trong miền Nam ấy, ấm, khí hậu ấm tuyệt vời hơn miền Bắc, thì hoa nó sẽ nở sớm. Đây là loại kim điệp nhựa, loại đẹp nhé, 250.000 đồng cho 1 kg. Còn dưới đây là mặt hàng kim điệp nhựa, loại giống hàng bé hơn. Hàng bé hơn cũng vẫn ra hoa bình thường nhé các bạn, chủ yếu nhưng mà nó sẽ ra hoa lác đác hơn, bởi vì đây là có nhiều thân già. Và hàng giống thì mình chủ yếu là để gây giống thôi. Đây em quay cho các bạn xem. Loại này là 180.000 đồng cho 1 kg nhé. Nó nhỏ hơn và có nhiều thân già. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan phi điệp vàng. Cái này phi điệp vàng là hàng Tây Bắc ở Điện Biên các bạn ạ. Hàng Tây Bắc mà qua trong quá trình vận chuyển về rồi thì là nó cũng không được mướt như cái hàng phi điệp vàng Cao Bằng đâu. 150.000 đồng cho 1 kg. Nhưng mà lấy về trồng thì hiện giờ đây các thân tơ của nó lên cũng khá là cao rồi. Đảm bảo lấy về hàng rừng, lấy về trồng đâu cũng sống được thôi. Phi điệp vàng như này cũng đảm bảo được, gọi là đẹp rồi đấy ạ. Tiếp đến trên đây sẽ là mặt hàng lan môi tua. Mặt hàng lan môi tua thì bên em vẫn bán xả là 100.000 đồng cho 1 kg nhé. Đây ạ, môi tua của ngày hôm nay cũng như là hôm qua, cái này là em nhập về từ hôm qua rồi. Bạn hôm nay cũng xả luôn, 100.000 đồng cho 1 kg. Và bên cạnh môi tua ở đây sẽ là mặt hàng lan kiều dẹt nhé. Kiều dẹt thì em còn không nhiều đó ạ. Kiều dẹt thì còn một số những cây khá là dài. Những cái loại bé bé xinh xinh thì các bạn mua, thường là mua cái này mặt hàng khá là cao đấy. Các bạn toàn là lấy từ khoảng tầm 3 lạng đến 5 lạng thì em cũng gửi những cây bé bé xinh xinh đi rồi. Còn hôm nay thì những cây đều có thể những cây rất là to luôn. Như này là to rồi nhé, kiều dẹt ạ. Kiều dẹt hôm nay em bán với mức giá là 600.000 đồng cho 1 kg nhé. Hoa kiều dẹt thì nó như là hoa kiều mỡ gà luôn, nhưng mà cánh thì nó vênh hơn một chút, cong hơn một chút ạ. Và một trong những loại lan rất là đắt tiền cũng như là quý hiếm. Tiếp đến bên cạnh kiều dẹt sẽ là còn một ít lan đùi gà tròn đấy ạ. Ôi rồi, một cái dây khủng thế, to. Đây các bạn ạ, đùi gà tròn hôm nay chỉ còn một ít lác đác hàng rời cùng và hai cái dề thôi. Các bác nào lấy mà cứ từ 1 cân trở lên em cứ gửi luôn dề đi, và những cái lác đác này để em bù vào để cho nó đủ lạng thôi nhá. Chắc chỉ còn có 2 dề thôi. 230.000 đồng cho 1 kg ạ. Và bên cạnh đây sẽ là mặt hàng lan đuôi chuột. Đuôi chuột hôm nay cũng còn một chút thôi. Bình thường em bán là 150.000 đồng cho 1 kg nhé. Nhưng hiện giờ cái đuôi chuột này thì là nó còn một chút và em cũng bán luôn để xả hàng luôn. Thì là em bán với mức giá là 140.000 đồng cho 1 kg ạ. Vâng, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà cơ sở Lan Rừng Ngọc Bến hôm nay mới cập nhật. Các bạn đặt lan vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0984754102 để lên đơn và được tư vấn trực tiếp. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào những clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.